Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều đợt dịch COVID-19, thời gian và nhu cầu sử dụng Internet của trẻ em tại gia đình cũng đã tăng lên. Cùng với những mặt tích cực như giúp cho trẻ em có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin phong phú, hữu ích, thì môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro đối với trẻ em nếu trẻ không được hướng dẫn hỗ trợ về kỹ năng sử dụng Internet an toàn. Trải qua một thời gian dài phòng chống dịch, có thể nói, thói quen, nề nếp sinh hoạt của gia đình Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Với thời lượng sử dụng Internet ngày một tăng của trẻ em, do thời gian ở nhà thường xuyên và nay lại thêm việc học trực tuyến, nhiều phụ huynh đã quan tâm hơn đến các kỹ năng, biện pháp bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Con thường lên mạng để con ra mấy cái bài học như toán lớp 5, tiếng Việt lớp 5, rồi thêm mấy cái phần như là tiếng Anh, này, tin học, rồi để con học thêm những cái kiến thức nữa. Covid nó đã từ năm ngoái rồi, cho nên mình nghĩ rằng là đến bây giờ chúng ta đã thích ứng trong cái hoàn cảnh là Covid sẽ ảnh hưởng lâu dài đến và nó thay đổi hoàn toàn cái hoạt động của đời sống hàng ngày. Do đó là mình đã từ năm ngoái là mình đã hướng dẫn con kỹ năng sử dụng máy tính, nghĩa là con sẽ phải tự làm khởi động máy, truy cập vào các cái hệ thống học liệu trên Zoom hay là trên Viettel Study hoặc là trên Microsoft Teams. Thứ hai nữa là mình hướng dẫn con cách tra cứu thông tin, làm sao để con biết được trang web nào là con có thể truy cập và trang web nào là con không nên truy cập. Thứ ba nữa là mình hướng dẫn con là cách chia sẻ. Sau mỗi lần con xem cái thông tin gì đấy thì mình luôn hỏi là thế con cảm thấy nó có hữu ích hay không? Con có muốn mẹ hỗ trợ thêm cái gì không? Hỗ trợ thanh thiếu nhi thích ứng với bối cảnh mới. Thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều hoạt động như mở chuyên mục chuyện mỗi tuần trên fanpage Thiếu nhi Đà Nẵng và Tuổi trẻ Đà Nẵng, hay tổ chức các khóa học trực tuyến ngắn hạn nhằm trang bị, bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi, nhất là kỹ năng sử dụng Internet an toàn. Cùng với sự xu hướng phát triển của thời đại thì các cái công cụ sử dụng và các kênh mạng xã hội, các hình thức trực tuyến được thành đoàn hộ đội thành phố sử dụng triệt để trong việc truyền tải các kiến thức và kỹ năng cho các em. Các cái kỹ năng bao gồm là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống và nhiều cái kỹ năng quan trọng. Triển khai chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các địa phương cũng đang tăng cường thông tin, tuyên truyền, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng. Trong đó, chú trọng đến việc tuyên truyền các kỹ năng số cơ bản cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ trong nước đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ sinh thái các sản phẩm ứng dụng của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng.